Xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ sử dụng những cái motor từ những cái máy photocopy cũ Hoặc là những cái máy in cũ và mình sẽ chế tạo ra một chiếc quạt sử dụng uh, nguồn điện miễn phí Đó chính là nguồn điện năng lượng mặt trời nha các bạn Và đây là cái motor mình đã độ sẵn cái trục của nó để chúng ta nắp cánh quạt thì ở những video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để nắp trục cho cái motor này rồi bạn nào chưa xem thì các bạn có thể vào phần mô tả để xem lại video đấy nhá rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết về cái quạt này ở đây thì mình có cái quạt này là cái quạt cháy cái quạt này mình tận dụng từ những cái đồ cũ tức là những cái quạt cũ mình mua ở chỗ đồng nát các bạn nó bị cháy cái phần động cơ rồi mình sẽ lấy cái phần khung và phần vỏ và mình sẽ chế tạo một cái quạt thôi các bạn bây giờ mình sẽ tháo ra và mình sẽ chỉ cho các bạn chi tiết để chúng ta lắp ráp cái quạt này nhé Rồi xong một lúc mình đã tháo được cái bộ phận động cơ này ra thì cái bộ phận dây đồng dây cuốn này mình sẽ loại bỏ nha các bạn và mình sẽ không sử dụng tới cái dây đồng bị cháy đấy nữa mình sẽ sử dụng tới cái khung xương này và mình sẽ nắp cái động cơ không chổi than này vào đây tức là cái động cơ của máy in để cho cái động cơ này nó hoạt động tốt hơn mình sẽ nắp thêm các ống trục ngăn tạo khoảng cách giữa cái khung xương này với cái motor này một cái khoảng trống thích hợp để cho cái motor này có thể hoạt động tốt nhất nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ lắp hai đầu, hai cái trục ngăn. Cái trục ngăn thì các bạn cũng tháo từ cái quạt cũ ra, nó đều có đầy đủ bộ phận nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn vào đây, coi như là mình thay thế cái cuộn dây đồng cũ của cái quạt điện 220V bị cháy các bạn mình sẽ loại bỏ để đi và mình sẽ nắp cái động cơ của máy photo này vào đây rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp cái khung xương này vào đây nha các bạn ở đây mình sẽ sử dụng thước mình đo và mình sẽ cắt cái đoạn ống để chúng ta vặn ốc mình tạo một cái khoảng trống vách ngăn hai bên cho động cơ thích hợp để xoay nó dễ dàng hơn nha các bạn ở đây thì mình cũng có cắt một số đoạn ống này mình sử dụng tái chế từ những cái cây bút bi hoặc là những cái ống xin anh cũ. Mình sẽ gắn vào đây và mình sẽ vặn ốc nha các bạn. Ốc ở đây thì mình cũng sử dụng ốc cũ của cái quạt này để nắp vào thôi các bạn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bộ phận động cơ này và mình sẽ gắn lên cái quạt này ở trên cái động cơ này thì nó có hai cái sợi dây thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái bộ phận cơ cấu hộp số và cái nguồn điện của cái động cơ 220V này mình sẽ loại bỏ cái phần tụ điện này đi mình sẽ không sử dụng cái tụ điện 220V này nữa và mình sẽ tận dụng lại cái những cái sợi dây cũ của nó và mình sẽ nối vào đây cách nối thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái hộp số của nó và tạo một cái điểm công tắc khởi động nha các bạn cái quạt này thì mình sẽ đấu nối cho hoạt động mắc tốc độ luôn các bạn ạ. thì hai cái sợi dây của động cơ này mình sẽ nối vào những cái sợi dây màu này và mình sẽ đưa xuống cái hộp số công tắc này để uh, cho chiếc quạt này hoạt động nha các bạn. rồi sau khi uh, mình đã nối xong cái phần uh, động cơ này xuống cái bộ hộp số công tắc như thế này rồi. tại ở cái vị trí này thì mình sẽ nối cái dây nguồn điện cấp vào cho nó để nối dây nguồn điện cấp vào thì ở đây mình sẽ tạo một cái nỗ nhỏ bằng cái mũi khoan xoáy này và mình sẽ nắp vào đây một cái rắc cắm cái nha các bạn và mình sẽ cắm thêm cái rắc đực này vào đây để cung cấp nguồn điện để khi chúng ta tiện chúng ta rút ra rút vào nó dễ dàng nha các bạn tại cái rắc cắm cái này thì nó có một con ốc các bạn ạ, nó rất là tiện trong quá trình chúng ta lắp đặt. đấy, cái rắc cắm này thì các bạn có thể ra chỗ tiệm người ta bán đồ linh kiện điện tử các bạn mua cũng rất là sẵn nha các bạn. và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp vào đây cho các bạn quan sát. rồi sau khi mình đã lắp đặt vào đây xong và nối dây xong, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một cái quạt sử dụng động cơ không chổi than và sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời hoặc là nguồn điện từ ắc quy nha các bạn. Rồi cái bộ phận hộp số này thì, thì nó giống như một cái công tắc thôi các bạn, mình sẽ nắp vào y như cũ, tức là sẽ tạo một cái quạt có cái hộp số công tắc nguyên bản nha các bạn. Chỉ khác ở đây là chúng ta sử dụng nguồn điện khác và động cơ khác. Rồi mình sẽ tiến hành nắp cái nắp bảo vệ này vào đây là xong thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình nắp cái nồng bảo vệ bên ngoài này Trong quá trình cánh quạt hoạt động thì chúng ta sẽ không bị gây tổn thương cũng như là hư hại Trong quá trình hoạt động nó cánh quạt nó chém mắt tay các bạn Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp đặt cánh quạt lên cái quạt này nha các bạn Cái con ốc ở đây là ốc ngược chiều nha các bạn Các bạn sẽ vặn bên tay trái này là sẽ vặn vào nha các bạn rồi sau khi mình đã hoàn tất tất cả các nồng bảo vệ và nắp đặt xong cánh quạt và hoàn tất một chiếc quạt sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời miễn phí nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay toàn bộ chi tiết cho các bạn xem xung quanh của chiếc quạt này. Cái bộ phận nắp à, bảo vệ ở phía sau mình sẽ lắp đặt sau nhé. Và mình à, sẽ tiến hành mình test thử cho các bạn xem nó sử dụng nguồn điện nó có hoạt động hay không nhé. Đây là cái rắc nguồn mình lấy từ nguồn điện là trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn các bạn có thể sử dụng nguồn điện từ 12 cho tới 24V từ ắc quy các bạn cắm vào đây đều có thể hoạt động được nha các bạn nhưng ở đây mình sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời trực tiếp từ tấm pin nha các bạn đó mình sẽ cắm lại vào đây và mình sẽ khởi động chiếc quạt này lên bằng cách vặn cái hộp số đây cho các bạn nghe cái âm thanh của cái cánh quạt để nó quay nhé Vừa xong mình đã quay tổng quát chi tiết một cái quạt cho các bạn xem Thì các bạn có thể nghe thấy tiếng động cơ nó hú lên rất là mạnh giống như kiểu là động cơ phản lực của máy bay nha các bạn Chính tỏ là cái quạt quay này nó rất là mạnh luôn các bạn ạ Thì với cái quạt này thì chúng ta có thể sử dụng từ cái nguồn pin năng lượng mặt trời miễn phí và sử dụng trong mùa hè rất là hữu ích luôn các bạn ạ từ những cái quạt bị cháy và hư hỏng như thế này thì chúng ta có thể tái chế tạo thành một cái quạt năng lượng mặt trời sử dụng nguồn điện miễn phí như các bạn rất là hữu ích cho cuộc sống. Với một cái cách làm rất là đơn giản, hầu như bạn nào cũng có thể làm được. Rồi, các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè với những cái cách làm để chế tạo một chiếc quạt này nhé. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo bên góc dưới màn hình khi nào mình có video gì mới sẽ cập nhật cho tất cả các bạn. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye!